sáng sớm ngày 10 tháng 10, mực nước triều cường tại thành phố Cần Thơ dâng cao kỷ lục, gây ngập hầu hết các tuyến đường. Đến giờ học sinh đi học, người lao động đi làm, nước vẫn còn lên láng, khiến giao thông tại nhiều khu vực ách tắc. Theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ sáng ngày 9 tháng 10 là 2,17 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,17 m. Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch còn tiếp tục lên cao và đạt đỉnh trong các ngày 10, 11 và 12 tháng 10. Đến ngày 14 tháng 10 sẽ giảm. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng lên mức 2,2 đến 2,25 m, cao hơn mức báo động 3 từ 0,2 đến 0,25 m, xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019, 2,25 m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 6 giờ đến 8 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 2. Theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đây là đợt triều cường cao nhất năm. Nguyên nhân chính là do thủy triều lên cao, kết hợp gió mùa đông bắc đẩy nước vào đất liền, đồng thời nước sông Mekong đổ về kết hợp với mưa kéo dài. Dự báo từ nay đến ngày 12 tháng 10, thời tiết còn diễn biến xấu, mưa lớn tiếp tục xuất hiện, khiến mực nước có thể tiếp tục dâng cao hơn. Trong ngày 10 tháng 10, triều cường lập đỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ đã chỉ đạo các trường học có thể điều chỉnh thời gian học cho phù hợp, có thể học muộn hơn hoặc có thể cho học sinh nghỉ học nếu triều cường lên cao, ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại. Theo thông tin mới nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ đã có công văn khẩn cho học sinh các cấp nghỉ học tại trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến từ ngày 11 đến hết ngày 13 tháng 10.